Hạm đội tàu Pháp đã tới Nhật Bản và sẵn sàng cho cuộc diễn tập quân sự chung với Anh, Mỹ, Nhật trên Biển Đông. Hạm đội của Pháp cập cảng căn cứ hải quân Sasebo ở Nagasaki hôm 29 tháng 4 để chuẩn bị cho việc tham gia huấn luyện quân sự trong tháng này mà được cho là sẽ làm cho Trung Quốc tức giận. Theo Chinatopics.com, đây là một thông điệp mà Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp, Nhật đang chuẩn bị gửi tới Trung Quốc. Một bài viết trên trang mạng thông tin của Trung Quốc viết rằng Nhật và Mỹ đang lo ngại về các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiến hành việc khống chế đơn phương trên Biển Đông. Và Pháp hiện đang nắm giữ một số đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm New Caledonia và French Polynesia, cùng chia sẻ mối lo ngại này. Trung Quốc coi tuyến hải lộ trên Biển Đông là ao nhà, theo nhận định của Wall Street Journal, và đang xây dựng nhiều đảo nhân tạo cũng như không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay hồi tháng 7 năm ngoái, trong đó phủ quyết tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn bao trọn gần hết Biển Đông của nước này. Philippines là nước thắng trong phán quyết này, nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte lại đang kết thân với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6 năm ngoái. Theo ghi nhận của Reuters, cuộc thao dượt chung của bốn cường quốc sẽ diễn ra gần đảo Guam, trong đó hải quân tập dượt đổ bộ lên đảo quanh khu vực cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 2.500 km. Các cuộc thao dượt với sự tham gia của 700 binh lính đã được lên kế hoạch trước khi Bắc Hàn tiến hành phóng thử phi đạn đạn đạo hôm 29 tháng 4. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận sẽ cử tàu tuần dương Jeanne d'Arc đến Biển Đông tham gia huấn luyện quân sự với Anh, Mỹ, Nhật vào tháng này và trong những tháng tới. Đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Pháp tham gia diễn tập quân sự với quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.